Ngoài ra đây cũng là nơi để hội tụ những cái đơn vị cưới hàng đầu tại Hà Nội, và ở tại đây thì mình cũng nhận thấy là các khách hàng tiềm năng của chúng mình cũng là những khách hàng cao cấp và có sự hiểu biết khá cao. Đây là lần thứ 5 Vạn Huy tham dự triển lãm cưới do khách sạn Marriott tổ chức. Vạn Huy đánh giá đây là một cái sự kiện rất là bổ ích của các cô dâu, và là một cái sự kiện rất là uy tín trong cái ngành cưới nói chung. Đặc biệt là năm nay triển lãm cưới của khách sạn Marriott đã có rất là nhiều cái điểm mới so với những cái năm trước. Ví dụ như là có thể kể đến là sân khấu ngoài trời này, có nhiều bên đối tác tham dự triển lãm cưới hơn, và mình cảm thấy thật sự là triển lãm cưới cái sự kiện này của Marriott nhận được rất là nhiều những cái đánh giá tích cực từ các đôi chú rể.